Vừa bước xuống xe sang The Bonny Boutique Hotel. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô đây. Mình sẽ gửi hành lý trước. Sau đó thì mình sẽ thuê xe đi. Mình book phòng lúc 12 giờ. Mình gửi hành lý. Dạ. Mà xe là xe Alex hay sao đó? Dạ, bên em là xe ABA. Bây giờ mình sẽ đi lấy xe. Và đây là con xe sẽ đi cùng với mình trong ngày hôm nay. Và nó đã hết xăng rồi, sẵn mình kiếm gì đó ăn mà sẽ đi đổ xăng luôn. Wow, view nè mọi người ơi, mình thấy được vùng quay Sun World với lại cầu. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào Starbucks ở Vincom để mình sẽ ăn sáng, uống cà phê xíu. Thế là mình đã ăn xong cái bánh croissant rồi. Thì trưa nay mình sẽ quyết định đi ra chợ Cồn để đi ăn trưa. Và đây mình đã đến chợ Cồn rồi đây. Thì mình ăn trưa xong thì sau đó thì mình sẽ quay về để lấy phòng. Hiện tại bây giờ mới là 12 giờ 30 thôi. Nên là mình sẽ đi ăn và sau đó 1:30 mình sẽ được lấy phòng. I've been struggling, I hate to say that my heart constantly in fucking pain. Mình đã tìm được khu ẩm thực rồi. Mình sẽ đi vô. Trưa nay mình sẽ ăn bún hột nướng. Ăn nước sốt nha. I'm not rocking, no protection, got no space suit. Naked in the void, hug the pavement, I'm a neighbor. Thì bây giờ mình đã ăn trưa xong rồi. Thì bây giờ mình cũng chắc mình sẽ đi lấy phòng được rồi đó. Cùng mình về hotel nha. Ở đây nha, sẽ có những chiếc xe đạp để các bạn có thể chạy miễn phí luôn và không tốn tiền. Và xe máy thì các bạn sẽ tốn tiền nha. Thì mình thuê là 24 giờ là 150.000. Thì chắc cũng hợp lý ha. Chứ mà cũng hơi cao cao á, nhưng mà thấy ok. Du lịch mà. The Bonny sẽ là ở số 0103 Khuê Mỹ Đông 10 nha. Cái phòng của mình là 404. Lên phòng số 4. Và đây là outfit của mình, một chiếc áo Adidas và chiếc áo khoác mình thường mặc, mình cũng quên hiệu rồi. Quần của Leader và giày của Adidas. Ok. Và một chiếc nón Wonder nữa. Phòng của mình là phòng 404. Và đây, phòng của mình đây. Một hủ tục cho chắc chắn. Và đây là phòng của mình. Mới mở ra khá là thơm nha. Ok. Mình sẽ... Ok, thì bây giờ cùng xem mình sẽ có gì nha. Đầu tiên, khi mà các bạn bước từ cửa vô thì các bạn sẽ thấy được một cái pantry nhỏ. Ở đây mình có thể rửa chén nè. Đây có một cái bếp điện và một cái menu sáng các bạn hãy lựa chọn. Và đây là chảo và nồi. Trong đây mình sẽ có gì đây? Một cái tủ trống, sẽ có một cái nồi đun siêu tốc, một cái hộp khăn giấy. Ở dưới đây mình sẽ có một cái thùng rác nè. Trong hộp tủ này mình sẽ có bộ bát dĩa, một cái hớt ha. Cuối cùng tủ này thì trống nha. Một cái tủ lạnh mình sẽ mở ra và trong đây mình sẽ có nước suối và nước ngọt. Một cái tủ nho nhỏ ở trên đây nữa. Ồ, mình sẽ có một cái cân. Ở đây là cái nơi để mình treo đồ nè. Và bên đây mình sẽ có một cái tủ lớn. Đây mình sẽ có ngăn để đồ và những chiếc móc và hai bộ đồ và hai đôi dép. Ok, mình sẽ thay vì đỏ dép đi để mình mang trong phòng ha. Ok, bây giờ là cái căn phòng chính của mình. Mình sẽ có một cái giường lớn như thế này, một cái đèn với lại một vài cái thông tin remote. Và mình thấy light on off nè, chắc là mở đèn. Đây mình sẽ có một cái quạt trần, một cái tivi, một cái điện thoại. Dưới đây mình sẽ có một cái két sắt, rồi một chiếc gương và một số đồ dùng giống như nước, trà, bánh nè. Và đây mình sẽ có một bộ sofa nhỏ, mình ngồi ở đây. Và phía bên ngoài mình sẽ có một cái view như thế này, mình sẽ nhìn ra được bên ngoài. Và có hai cái ghế để mình có thể ngồi và mình chill ở bên ngoài. Ok. Và đây mình có một cái phòng nhỏ nhỏ, mình đoán là nó phòng tắm. Ảnh nhỏ. Ở đây có một cái toilet. Và bên đây mình sẽ có một cái phòng tắm. Đến mình sẽ có cái vòi sen ở trên đây. Đây mình sẽ có dầu gội, dầu tắm luôn ha. Một cái lavabo và một cái gương khá là to. Với lại cái máy sấy, hai bộ khăn. Ok, thì đó là tất cả những gì mình có trong cái room tour, trong cái lúc mà mình lấy phòng như thế này. Còn nếu mà trong quá trình mà mình sử dụng cái phòng này có cái gì đặc biệt hơn thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nghỉ ngơi một tí xíu. Và sau đó mình sẽ lên một cái lịch trình để xem coi mình đi đâu. Tại nói chung là đi có một mình á, mình chỉ lưu lại những cái địa điểm mình muốn đi thôi. Còn mình chưa có kế hoạch sắp xếp mình sẽ đi đâu á, nên là nó cũng hơi bị rối bời một tí xíu. Bye, ngủ đây. Mình định khoe cho các bạn cái đóa hoa này, nó khá là đẹp á. Nhìn nè. Xong cái mình nhìn kỹ, nó là hoa giả mọi người ơi, không phải là hoa tươi. Mình tưởng là hoa tươi, mình định khoe cho mọi người. Quá trời rồi. Nhưng mình đã thất bại bởi vì nó là hoa giả. Bây giờ ngủ thật nè mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ là hành trình đi qua Cali tập gym. Video ngày hôm nay sẽ là kiểu mình sẽ trải nghiệm như là một người dân Đà Nẵng. Mình thấy dễ thương nhỉ. Mình đã có mặt ở Cali. Tối nay mình sẽ đi ăn mì Quảng ớt Đức Trang. Cho mình một mì Quảng ớt với lại một coca. Và đây là phần mì Quảng một ớt của mình đây. Một cái là cái tô để ăn. Đây là cái đuôi rồng đây. Ok, sau khi mà mình đi ăn mì Quảng ớt xong thì bây giờ mình sẽ đi một cái quán cà phê gọi là Relay1988. Mình thấy quán này khá là đẹp nên là mình đã quyết định mình đi qua đây. Và nó cũng khá gần cầu rồng luôn, nên là xíu nữa mình thấy qua bển để mình xem. Và đây là quán Relay1988. Quá là trời đông luôn á. Là outfit mình đi tập gym, mình chưa hay luôn, mình chưa có về khách sạn của mình luôn. Maybe I could be your stylist. Maybe I could be something more. Và đây là phần nước của mình, một trà sữa kem trứng nướng. Wow, cái view nè, đẹp thế. Baby, it's always summertime. When I'm with you, that's not a lie. Maybe you could be my solace, only my joy. Wow, và đây là ly trà sữa kem trứng của mình đây. Ủa, cái ly dễ thương quá nè. Chú họ với là một cái bông. Ngày, tôi sẽ đi xem Bây giờ là 8 giờ rồi. Một tiếng nữa sẽ bắt đầu sữa, phun nước. Nói chung là cái vlog này cũng có kiểu không một công phân lan gì luôn á. Đà Lạt thì còn plan một chút xíu, có nghĩa là mình có sắp xếp ra những cái nơi mà muốn đi. Còn mình đi một mình xong cái mình lười quá, cái mình không sắp xếp luôn, kiểu là lúc đâu thì đi đó. Thì bây giờ là 7:30 rồi. Thì hôm nay là ngày thứ hai mà mình đã ở Đà Nẵng. Và sáng nay mình sẽ quyết định mình sẽ đi ăn bò kho. Sau đó thì mình sẽ đi một cái quán cà phê. Rồi mình sẽ đi bảo tàng. Ok, thì mình đã lên đồ đây. Và bây giờ mình sẽ đi ăn sáng, đi bảo tàng, đi cà phê. Làm gì nữa thì cùng follow mình nha. Ở đây hôm nay mình sẽ mặc một chiếc áo trắng tới dài. Vì thời tiết Đà Nẵng khá là mát mẻ, cũng như là hơi lạnh một tí xíu. Rồi tiếp theo mình sẽ tặng một cái quần nỉ màu xám và giày Adidas. Thì mình chỉ mang một đôi giày thôi với một đôi dép thôi, nên là mình chỉ có bao nhiêu đó. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đi bộ khá là nhiều, nên là mình đã quyết định mình sẽ mang giày chứ mình không mang dép. Sáng nay mình sẽ ghé 144 để ăn bò kho và một cái quán rất là local nha mọi người. Wow, trước khi ra bún chín nè, ở đây mình sẽ có rau, một chén bơ, bánh mì, và mình có kêu thêm một ly sữa đậu nành nữa. Hấp dẫn đó. Đây là phần bò kho mà đã gọi. Quá trời ngon luôn mọi người. How long I felt this way, I'm begging you to stay. And if I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities. Và đây là menu của quán mọi người. Phần của mình là phần nhỏ thôi nhưng mà quá là nhiều luôn á, mình ăn không hết. Bây giờ thì mình ăn sáng xong thì mới là 9:10 thôi, cũng khá là sớm, cho nên là mình sẽ đi bảo tàng. Bắt đầu mình sợ bị trễ á, nhưng mà cũng không trễ lắm. Và đây mình thấy đang ở dưới tòa nhà cao của Đà Nẵng. Mình coi Google Maps thì là bảo tàng Đà Nẵng nó ở đây, nhưng mà tại sao mình không thấy ta? Wow, trường đại học Duy Tân nè. Sao nó đẹp dữ ta. Mình đã đến bảo tàng Đà Nẵng rồi nè. Mình không biết ở đây có mua vé không nữa. À, mình đã thấy chỗ bán vé rồi. Ở đây. Ta-da, và đây là cái vé của mình đây. Cái vé này 20.000 thôi. Bây giờ mình sẽ vô bảo tàng Đà Nẵng. Nó đã bị che ở dưới lùm cây nữa. Wow, lần đầu tiên mình thấy trống đồng gần. Ở đây là hệ sinh thái biển ở Đà Nẵng. Một chú cá lạc vàng. Quá trời dài luôn. Ghẹ nè, tôm nè, cá nè. Ở trong đây là sẽ là những cái còn gốm sứ hồi xưa. Ở đây có ghi là gốm chu đậu. Và đây là một cái nghi lễ cầu ngư dược. Wow, đây là những cái sắc phong để lên chức nè. Ở đây nó sẽ có mỗi cái sẽ có một cái QR code nữa, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thông tin nhiều hơn á thì thử quét QR này. Cho mình cũng đi hơi gấp hơi vội nên mình chỉ xem sơ qua thôi. Một cái lối tuyến cái tham quan luôn. Nãy giờ mình đã đi tuyến hồi xưa thì bây giờ mình sẽ đến cái tuyến nó hiện đại hơn. Và các bạn sẽ thấy ở đây có xe nè, có xe kéo nè, có TV và máy hát nữa. Cái tivi này chắc hồi xưa ai giàu lắm á mới có được cái này. Và cái máy hát này. Đây là một mô phỏng nhỏ về thành phố Đà Nẵng. Bao quanh viện bảo tàng là một cái con kênh, một cái tường rất là dày luôn các bạn. Nó sẽ khoảng cách với nhau là một con sông, giống như là kiểu bảo mật ở trong cung đình hóa vậy. Hai cái bơm được treo này. Và cái trái bơm này chắc là nổ phanh sát luôn á. Nó to mà kiểu nó rất là dày luôn á. Lâu lắm mà mình mới đi viện bảo tàng lại nên là mình không nhớ lại được những cái trái bơm mà ở Sài Gòn mình coi nó như thế nào. Nhưng bây giờ trong đây Đà Nẵng rất là to nha. Ok, thì đó là cái hành trình mình tham quan bảo tàng Đà Nẵng. Và bây giờ mình đang flexible với lại cái kế hoạch tiếp theo. Bây giờ mình sẽ chắc mình sẽ đi về tắm một tí xíu rồi sau đó mình sẽ coi con mình sẽ đi đâu tiếp nha. Hồi nãy mình đã đi quán cà phê nhưng mà trong cái lúc mình ăn sáng mình đã uống một ly sữa đậu nành rồi nên là khá là no, nên là mình không có đi cà phê nữa. Có thể mình sẽ dời vào bữa tối gì đó. Trung tâm hội nghị làm ở đây không biết lương cao. Ok, thì bây giờ là 12 giờ rồi, bây giờ là hành trình đi tới Hội An của mình nha. Let's go. Ok, bây giờ mình đang mới vừa bước ra khỏi hostel của mình đang ở. Có bánh bao, bánh vàng. Mình sẽ kêu một phần này, lấy cho mình một phần này với lại một chanh. Thì bây giờ mình đã tới Hội An rồi, thì giờ là 1 giờ. Mình chạy đâu đó khoảng như cỡ 50 hoặc 60 phút thì tới. Tại vì mình vừa chạy xong mình vừa quay nên là nó hơi chậm một xíu. Mà thôi, bình thường mình cũng chạy chậm. Bây giờ mình sẽ ăn xong thì mình sẽ vô Hội An mình chơi, tí xíu nữa mình sẽ kiếm chỗ mình gửi xe và mình đi bộ. Mình thấy rất là nhiều người nước ngoài đi xe điện. Nếu mà để coi mình hỏi giá nếu ok mình sẽ đi xe điện. Wow. Đây là một phần bánh quay vàng của mình này. Mình sẽ ăn kèm với đồ ăn. Mọi người nhìn em, ở đây là một cái bông hoa luôn á. Đây là bông hoa nha. Còn đây là những cái cơ bản bình thường, còn đây là những cái bông hoa nè. Đó, ở đây là cái nhân bông hoa xinh quá. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi dạo phố cổ. Thì mình đã gửi xe ở chợ Hội An, xong mình sẽ đi vô đây. Quá trời quyền luôn. Con cá lóc luôn nè. That I'm speaking love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down. Wow, có một thứ họ dễ thương quá. Cuối cùng mình đã tìm được Phê La. Sau khi đi một vòng từ cái chỗ gửi xe xa thiệt là xa luôn, quay lại cũng là cái chỗ gửi xe. Mình đã đến Phê La rồi đây. Rất tiếc là ở đây không có máy lạnh. Mình sẽ tìm một cái nơi nào đó mát xíu có quạt. Cuối cùng mình đã lấy ly nước của mình rồi. Hôm nay là đầu tuần nên nó khá là vắng. Giờ mình chạy vòng vòng để kiếm chỗ gửi xe. Bình thường mà mình nhớ đợt trước đi á, chưa vô trong phố cổ luôn là quá trời mùi. Tiểu là mời gọi để gửi xe luôn nhưng bây giờ không tìm được. Các phần là ở ngoài. This is love if I think I've gone crazy. This is love if it seems I don't care at all. That your love hit me like a cannon. Ở đây có một cái nhà cổ tân ký gì nè. Mình đoán thì nó cũng là trong những cái địa điểm mà chúng ta sẽ phải mua vé để xem. Thì mình quên quay đoạn kết chào Hội An, thì đây là đoạn kết chào Hội An, rồi sau đó mình sẽ quay lại Đà Nẵng. Mình đang trên đường về đó thì mình mới vừa tới cánh đồng ở Hội An, mình nhớ mình đã vlog lại đây. Và mình thấy có một con đường khá là hay ở đây nên là mình đã chui vô đây. Mình thấy có một cái quán pizza, mình sẽ thử chạy vô coi, mình search coi nếu ok mình sẽ vô ha, còn nếu mà không thì mình sẽ đi về Đà Nẵng luôn. Có năng mình sẽ đi ăn hải sản ở Năm Đảnh gì đó. Hôm nay mình sẽ ăn meal nè, một phần salad với lại ốc hương, rồi ra xíu mình sẽ có cua nữa. Ok, sau đó thì đây là hai con cua ở quán đã lựa. Con cua trên này có trứng. Ok, sau khi đi ăn ốc xong mình sẽ đi cửa ngõ Cafe. Bây giờ cũng khá là trễ rồi, 9:10 rồi. Không biết là con còn tiếp khách không nữa. Cho mình một trà vải hồng cam vàng. Ngồi cà phê em cứ ngẩn ngơ. Ngồi cà phê em nhớ thương ai. Ngày lại trôi. Hôm nay mình sẽ uống một ly trà vải hồng cam vàng và trời trong sáng ở cửa ngõ. Cái quán này cũng ngon nhưng mà mình đến khá là muộn rồi đó, nên là bây giờ là 9:15 rồi nè, mua giờ cũng là quán nào là bây giờ quán là dân Đà Nẵng. Wow, nhìn cái hotel mình book nè, buổi đêm nè, quá trời xinh luôn. Ê mà lên hình nó không có đẹp nha, nhưng mà ở ngoài là nhìn rất là đẹp luôn đó mọi người. Thì bây giờ là 10:45 rồi. Đi quán cà phê về và mình đã đến tắm. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu skincare một tí xíu. Nó skincare thì ở chắc có đó. Thì sáng nay thì mình đã có bôi kem chống nắng của nhà L'Oreal. Sau thì tối nay mình cần phải tẩy trang để cái lớp chống nắng nó sẽ không còn nữa. Và mình cũng tẩy trang bằng L'Oreal luôn. Và đây là bông tẩy trang của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành. Ở đây là mình sẽ có một cái gương ở dưới nữa, nên là trong cái quá trình tẩy trang thì có thể là mình sẽ không nhìn vào camera một tí xíu. Thì mong các bạn sẽ thông cảm. Đầu tiên mình sẽ thấm bông tẩy trang. Thực ra mình là một người rất là lười skincare đó, nhưng mà do mình đi du lịch á thì việc một content về việc skincare thì nó cũng làm cho cái video của mình sẽ đỡ nhạt đi. Ý là không phải để nhạc. Thực sự việc kiêng kem mình thấy nó cũng hơi bị nhàm chán ha, nhưng mà nó sẽ tạo cho mình những cái nguồn cảm hứng mới, nên là mình sẽ làm một cái đoạn skincare trong đêm. Ok, cái cổ của mình ở phía sau gáy á, tại vì mình dạo gần đây mình không có mặc cái áo mà chùm đầu nữa, mình chỉ mặc cái áo nó không có cái nón á, nên là cái phần phía sau cổ của mình luôn luôn bị ánh nắng mặt trời tấn công. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành rửa mặt. Rửa mặt thì đây là lần đầu tiên luôn. Trước đây mình cũng có xài một vài thương hiệu rồi, nhưng mà mình cũng không nhớ tên, tại mấy thương hiệu nó sao mình thấy cái tên nó rất khó đọc. Và lần này thì mình sẽ sử dụng La Roche-Posay. Ok, mình không biết nữa, mình sẽ cho các bạn xem nha. Thì mình sẽ sử dụng cái loại sữa rửa mặt này. Cái này là cái phần được tặng đó, nên là mình mới dùng thôi, chứ cơ bản ở nhà mình không có dùng. Bây giờ mình sẽ vô nhà vệ sinh để mình tiến hành mình rửa mặt nha. Ok, thì sau cái lớp tẩy trang xong mình sẽ tiến hành rửa mặt. Mình phải chết, mình phải mở keo chưa bóc siêu luôn. Đây là lần đầu tiên dùng nên là mình không có review là nó tốt hay không nha. Mình video này mình chỉ nói là mình sẽ xài nó thôi. Ok, rồi mình đã mở ra, bây giờ mình sẽ làm ướt mặt trước. Đánh bọt quá. Wow. Có một cái lời khuyên là khi mà các bạn có đi du lịch thì nên đem theo một cái khăn riêng của bản thân mình để sử dụng ha, để tránh trường hợp sử dụng những cái khăn có sẵn thì vô tình nếu hơn á thì sạch sẽ thì không sao mà su su ha, thì nó sẽ ảnh hưởng lắm, nên là đối với phần mặt thì mình khuyên các bạn nên đem theo một cái khăn riêng của mình. Vào phần skincare đó chưa kết thúc, gọi là skincare thì chắc chắn phải có một cái gì đó nó làm da mình đẹp hơn đúng không? Ok, thì tại vì những cái bước giống như là tẩy trang nè hay là sữa rửa mặt gì đó thì nó chỉ làm sạch da thôi. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái mặt nạ mình sẽ đắp. Ở đây mình đang có các cái mặt nạ của Lizzy Pop gồm cái vị Burstnet đầu tiên màu xanh, Mew là màu xám và Rinsy là màu xanh lá cây. Thì mình sẽ chọn màu này. Mình mới vừa hết pin, mình mới vừa 2 cục pin khác, nên là nếu mà cái góc phía sau nó có bị lệch tí xíu thì mong các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái mặt nạ Green Tea này, bạn mình tặng mình đó, tặng lâu lắm rồi á, nhưng mà mình chưa có xài hơn là nó hạn sử dụng vẫn còn, nên là mình sẽ xài thử, hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng gì. Và cái mặt nạ có soi gì đó không biết nó có bị hư không, mình nghe mùi giống mùi rượu quá. Tóc lên mặt có sao không ta? Ê, nghe mùi rượu nha mọi người. Ê, có sao không, mọi người? Tóc xong mai cái mặt nó chành vành luôn. Để mình lên Google search xem coi có vấn đề gì không nha, nếu có thì mình sẽ lột nó ra. Sau khi mình sọt xong thì có ghi là dấu hiệu nhận biết mặt nạ này hết hạn sử dụng, đó là có mùi lạ nè, sủi bọt nè, dưỡng chất bên trong bị đổi màu vân vân. Coi như fail cái việc đắp mặt nạ này rồi nha. Ok, thì đó là kết thúc cái ngày thứ 2 của mình tại Đà Nẵng, Hội An, bởi vì hôm nay mình có đi Hội An rồi nha. Ok, ngày mai là ngày cuối của mình thì mình có đi đâu mình sẽ quay cho các bạn xem. Ok, bye bye. Ok, thì mình định kết thúc video ngày hôm nay tại cái phần skincare rồi, nhưng mà mình bước ra ngoài đây, đẹp quá trời luôn, nên là mình muốn quay lại cho các bạn xem nha. Đây, các bạn nhìn ở dưới nè, wow, có một cái trái tim ở đây luôn, và một cái không gian để mình có thể ngồi, xuất sắc. Ok, thì bây giờ cùng mình vờ chill một tí xíu nha. Mình sẽ xem mạng xã hội một tí xíu. Thì sáng nay mình đã cùng chiếc xe đạp đèn chạy quanh quanh cái khu vực mà mình đang ở là Bonny Boutique. Chung là khá là vui. Bây giờ chạy cũng vòng vòng rồi, bây giờ là 7:30 rồi nên là mình sẽ quyết định mình sẽ đi ăn sáng. Và mình đang có hai lựa chọn là một là bún mắm nêm, hai là một bún bò. Mình đang suy nghĩ hai quán đó và hai quán nó cũng khá là gần nhau luôn. À mình nhớ cái quán bún mắm nêm hồi qua mình có search trên Google Maps thì nó gần cái quán bò kho luôn, cũng trên cái khung đường đó. Chắc mình sẽ chọn bún mắm nêm. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đi nha. Sáng nay mình sẽ đi ăn bún mắm ở quán Bà Đông. Đã tới khu Bonny Boutique. Ở đây chỉ là một cái nơi sống bình thường của mọi người không, thì đến tên là làng cổ thôi chứ không có gì cổ lắm, ngoài cái ngôi nhà mình mới vừa quay ở đây. Ok, để mình sẽ thử chạy vòng vòng để xem coi có cái gì đặc biệt không. Mới đầu mình thấy đánh giá 200 mấy sao á, mình nghĩ là chắc mọi người cũng tưởng là sẽ là một khu du lịch hay là một cái kiểu gì đó, một cái kiến trúc để lưu trữ lại. Và cái nhà kia thì nó cũng phong cách hồi xưa. Ok, thì chốt hành trình đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm của mình thì mình sẽ ăn bún bò. Ăn bún bò Bà Dì. Lấy cho mình một cái này. Dạ, một tan. Ở đây có một cái bình nước lọc khá là đặc biệt. Và đây là ly cà phê Tan của mình đây. Ok, bye bye Đà Nẵng nha, bye bye. Ok, và đây là outfit của mình trước khi mình ra về. Một chiếc áo Sun World, đây là chiếc áo thun của Uniclô, thì clip Tết mình đã có post lên rồi. Và đây là chiếc quần nỉ ở trên tiktok shop. Và vẫn là đôi giày Adidas mấy ngày nay. Và đó là outfit của mình. Và tạm biệt nha. Cheers.